mà đắc chí vậy? Chủ tịch Nhất của chúng ta sẽ kiêm chức trưởng ban dân số, phụ trách tất cả chị em đặt phòng tránh thai. Tính thật đấy. Rảnh rảnh ra đây đùa đấy. Còn không à? Có chuyện gì thế? Đưa xem nào. Báo như mong thì không được nhé. Đúng là nước chảy chỗ trũng. Chào anh. Dạ, chào chủ tịch ạ. Chào anh ạ. Có chuyện gì như buôn bạc giả thế? Dạ, thưa chủ tịch, có công văn của huyện ạ. Thế phong bì của cái này đâu? Dạ đây ạ. Phong bì không để gửi đi danh chủ tịch, mà chỉ gửi ủy ban nhân dân xã nên em chót bóc ạ. Anh duyệt cho em mấy cái chứng từ này. Em chúc mừng anh. Mừng cái con khỉ. Anh khéo thật đấy. Cô bảo cái gì? Lộc vào như nước ấy. Lộc nào? Cái việc dân số là việc quốc gia đại sự. Sắp tới nhà nước sẽ rót về rất nhiều tiền của. Lại còn cả tiền Tây nữa chứ. Anh khao đi. Hay chưa xin phép bà chủ tịch chứ gì? Em thông cảm ngay. Thôi đi, nhà tôi không dính dáng đến chuyện này. Cô đừng có đùa nữa. Mai tôi đi vắng. Cô chuẩn bị 400.000 để tiếp đoàn về kiểm tra đê nhé. Vâng. Tháng này thu ngân sách có đủ trả lãi ngân hàng không? Dạ, chưa thu được tiền điện ạ. Cô bảo ngay với cai thầu, nếu 5 ngày nữa không nộp đủ, tôi sẽ phạt và cắt hợp đồng đấy. Anh Nhất, anh cho thằng cháu lớn nhà em nó vào làm việc trong ban dân số với nhá. Nếu cháu đủ tiêu chuẩn, tôi sẽ tính sau. Còn cái chức trưởng ban dân số, nếu ai thích, tôi xin nhường. Thế này, mỗi ngày một thang nhé, mỗi thang sắt 3 nước, mỗi ngày uống 3 lần và mỗi lần uống lưng bát, cháu nhớ nhé. Cháu có phải kiêng gì không ạ? Cháu nên kiêng đẻ đi. Những lần sinh nở cháu không được chăm sóc đầy đủ, đó là nguyên nhân chính của bệnh hậu sản đấy. Ông ấy thế liệu cháu có khỏi được bệnh không hả ông? Cháu chịu khó uống thuốc rồi sẽ khỏi. Ông ơi, hiện nhà cháu không còn đồng nào. Đến vụ tới cháu gửi lại ông tiền thuốc có được không ạ? Lúc nào có thì cháu đưa, không có cũng không sao. Miễn là cháu khỏi bệnh, còn nuôi nấng lũ trẻ. Vâng, cháu cảm ơn ông ạ. Ừ. Ông ơi, cháu cứ bị đau bụng luôn ạ. Thank you.
Chị đừng phí sức. Để thầy gọi thằng Công. Về tắm táp đi con. Vâng ạ. Nhà một con lợn bị sổng chạy xuống rãnh, cháu rủ các bạn về bắt nhanh lên. Vâng. Ê đi bắt lợn chúng mày ơi. Thầy xơi cơm kẻo nguội ạ. Ờ. Thằng cháu Công đâu? Dạ để con đi gọi cháu ạ. Ông ơi, dạ. Lên ăn cơm với ông con. Vâng. Con cũng đói lắm rồi. À. Mình ra ăn cơm đi. Đang tương tư cô nào hả? Thịnh soạn quá đấy. Dỗ chú Nhị à? À không, tôi làm cỗ Khao Mình. Được kiêm cái chức trưởng ban sinh đẻ có kế hoạch. Mà xã này á có những hơn 3.000 chị em. Một việc không định mà đến. Nhưng mình nghe ai nói? Ở cái xã này có chuyện gì là không biết. Nhưng mà nay mai buổi tối cứ đi hết nhà này nhà khác mà tỉ tê là không có được đâu đấy. Kìa, tôi không thích làm trưởng cái ban buồn cười đó đâu. Mình bỏ cái giọng giễu cợt đấy đi. Mình quyết đi. Nông thôn khác với thành thị. Ở đây không ai dừng lại ở hai con, mà cứ là từ ba trở lên. Thế là bàn bệ vận động cũng bằng không, rồi lại mang tiếng ra. Tôi nghĩ mình cứ giao quách việc này cho ai đó. Họ có việc làm, đỡ ganh tị, mà mình khỏi phải mang tiếng là tham. Ờ, hay đấy. Nào, mình uống với tôi một chén, nếu không hết tôi gánh. Anh muốn tạm chén nước. Vâng. Về cái chức trưởng ban dân số của xã, tôi thấy cô làm tốt nhất. Cô là nữ, lại không sinh đẻ nữa. Cô vận động chị em dễ hơn. Còn tôi giàu sao chăng nữa cũng là đàn ông. Nói chuyện với chị em đặt vòng đặt vèo, nó tế nhị lắm. Tôi không thích. Em rất cảm ơn vì anh đã giao cho em việc lớn. Nhưng ngoài anh ra, ở xã này không ai đáng mặt. Anh là người uy tín, chí công vô tư, hết lòng vì công việc chung. Trên cũng yêu, mà dưới cũng quý. Tôi quá nhiều việc, phải san sẻ ra. Cô giúp tôi là giúp cả xã đấy. Cô nhận đi, để tôi còn báo cáo lên huyện. Thôi, tôi đi về đây. Con chào bà. Chào bác ạ. Em sợ việc lớn làm không nổi ạ. Cố lên, tôi sẽ tạo mọi điều kiện. Yên tâm. Chú ạ, từ đầu giờ có một giọng nữ liên tục gọi điện cho chú. Cháu hỏi tên nhưng chị ta không xưng ạ. Chú lên ngay đây. Chị ơi, cho em mua hai cái tem ạ. Alo, tôi chủ tịch huyện kiêm chủ nhiệm ủy ban dân số nghe đây. Dạ, dạ, thưa chủ tịch, em là Thơ. Chủ tịch vẫn còn nhớ em chứ ạ? Vâng, xin cứ trình bày. Tôi nghe.
Vâng, em xin báo cáo một chút về quyết định của chủ tịch bổ nhiệm anh Nhất kiêm chức trưởng ban dân số ạ. Anh Nhất rất bực bội và khó chịu về quyết định này. Tại sao thế? Có phải vì nội bộ lãnh đạo xã các đồng chí không thống nhất, mất đoàn kết không? Dạ không, không phải đâu ạ. Chỉ vì anh Nhất quan niệm công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình là việc làm linh tinh vớ vẩn của đàn bà thôi ạ. Sao lại quan niệm như thế? Anh kiên quyết từ chối và bắt em phải gánh vác thay cho anh ấy ạ. Dạ, đối với em thì hơi quá sức một tí thôi ạ. Vâng, nhưng nếu được huyện nâng đỡ đào tạo cán bộ nữ thì em cũng xin cố gắng ạ. Vâng, chăm sự nhờ chủ tịch để ý giúp đỡ. Em xin cảm ơn anh ạ. Mời chú uống nước ạ. Chào các đồng chí. Tôi là Lê Minh Nhất, chủ tịch xã Minh Nông. À, chào chủ ban dân số. Đồng chí quan niệm thế nào về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình? Và tại sao đồng chí lại từ chối trách nhiệm? Dạ, bác các đồng chí chủ tịch, tôi... Mà sao đồng chí biết được ý định đó của tôi? Chủ tịch xã là kiêm trưởng ban dân số. Đồng chí khẩn trương về làm trích ngang. Sang tuần đi tập huấn nhé. Tôi làm chủ tịch một xã nghèo nhất huyện. Cũng khó khăn lắm rồi. Tôi đề cử cô Thơ vào việc này. Như thế nó hợp hơn. Đồng chí đừng từ chối nữa. Huyện không duyệt đâu. Nào, nhất trí chưa đấy? Tôi sẽ cố vậy. Không phải là cố, mà là gánh vác, là nhập cuộc. Huyện đang cần ở đồng chí sự quyết tâm. Chỉ có tiến, không được lùi. Cô lên đây có việc gì? Em lên phòng giáo dục sao cho thằng cháu lớn nhà em cái bằng lớp 9. Xong rồi anh à. Cô thông cảm cho tôi. Việc tôi muốn cho cô không thành. Lãnh đạo huyện các anh không duyệt. Trên cực kỳ sáng suốt. Em mừng cho anh. Ta sang mấy kiểu nước đi. Tôi phải về. Sáng nay có cuộc hẹn với bọn mua đất làm gạch. Anh cho em bám càng với nhá. Thế anh đã tìm được phó ban chưa đấy? Nếu là cô thì sao? Cô có từ chối không? Anh đã nghĩ kỹ chưa đấy? Có phải xin ý kiến thường vụ không? Việc này tôi quyết được. Em cảm ơn. Chị Nhất nhìn kìa. Anh này. Em mà là chị, em cho con thơ một trận. Cái lưỡi ở đâu thế? Đúng là con còng làm cho con ngay hưởng. Thôi đi các bạn, đừng nói nữa. Chúng tôi đồng ý bán cho ông đám đất đó để xây dựng nhà máy gạch ngói. Nhưng với một điều kiện duy nhất là ông phải thuê nhân công ở xã chúng tôi. Tôi mua đất của ông, tôi đứng tên. Còn sản xuất có thể là người khác. Họ muốn thuê mướn ai là quyền của họ, bắt làm sao được. Như vậy là mục tiêu chúng tôi đặt ra đã không đạt được. Rất tiếc. Ông nghĩ lại đi. Tôi sẽ tăng cho ông 10 triệu, đem đến tận nhà. Mời ông đi mua đám đất khác vậy. Tôi về.
sao không? Chủ tịch đến rồi đấy. Cháu chào chú ạ. Lại cả đây chú này. Em chào anh ạ. Đi. Đơn đâu? Nhờ chủ tịch giải quyết cho bọn em ạ. Lại cả đây. Vâng ạ. Đến đi. Em biết quê hương là chùm khế ngọt, nhưng vẫn còn đói. Dạ đúng đấy ạ. Anh ký cho bọn em vào Nam một chuyến. Vâng, vừa rồi bọn em đi Quảng Ninh nhưng chẳng làm được cái gì. Dạ đúng thế ạ. Việc lắm ạ. Cái chính là giải quyết nạn thanh niên của xã. Bọn em thì không lười biếng, nhưng cũng không muốn ăn hại cha mẹ đâu. Dạ đúng ạ. Chú cứ giải quyết cho chúng cháu đi ạ. Dạ chú ký đi ạ. Chú giúp chúng cháu ạ. Các em nghe đây. Nếu xã giữ các em lại, tạo việc làm ổn định, các em có bằng lòng ở lại không? Tôi nói nghiêm túc đấy. Nhưng tại việc gì hả chú? Đắp đê ạ. Khoán gọn tiền tươi ạ. Qua thử nghiệm, đất bãi ở ven sông xã ta có thể làm gạch ngói tốt ngang với Hương Canh. Xã định bán và liên doanh với những người có tiền để họ mở sinh nghiệp gạch ngói. Với một điều kiện, họ phải thuê nhân công của xã ta. Nhưng họ không nghe. Bây giờ xã ta phải tự thành lập lấy sinh nghiệp gạch ngói. Ủy ban sẽ cấp một phần vốn tín chấp cho các em vay ở ngân hàng. Thế nào? Đồng ý chứ? Có được việc làm ở xã thì còn gì bằng. Nhưng thu nhập thế nào ạ? Chủ tịch ơi, ăn rồi ngày có bỏ túi được chục bạc không ạ? Có bảo đảm lâu dài không bác? Nhưng bọn cháu có phải đóng thuế không ạ? Không, không phải đóng thuế đâu. Các em cứ hình dung thế này sẽ biết được thu nhập. 8 xã quanh ta đều không có cơ sở làm gạch. Đất bãi của ta thỏa mãn mọi nhu cầu. Xu hướng xây dựng ở nông thôn bây giờ là nhà kiên cố, gạch có lỗ, gỗ là phụ. Ngoài ra, giao thông thủy bộ đều thuận tiện. Các em có muốn làm giàu lên từ đất không? Dạ, muốn ạ. Muốn ạ, bọn em muốn trở thành triệu phú ngay ạ. Đúng rồi ạ. Kính thưa bà con, đến nay, toàn xã đã có 89% số hộ giao nộp sản phẩm. Số hộ chưa nộp đủ, chủ yếu rơi vào các gia đình đông con. Sau đây, mời bà con nghe thông báo số 2 của xã. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện, xã ta thành lập ban dân số kế hoạch hóa gia đình do đồng chí Lê Văn Nhất, chủ tịch xã Tí ơi, ban. Đợi mẹ đã. Mẹ nhanh lên không tan chợ mất. Phó ban, cán bộ chuyên trách dân số là đồng chí Cầm. Mời bà con nghe đồng chí trưởng ban dân số xã phát biểu ý kiến. Cô xem lại đi. Thưa bà con, trong chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình của xã, để cho vui, chúng tôi xin đọc mấy câu ca dao. Mẹ ơi, con đã có thai. Con ơi, mẹ cũng được vài tháng nay. Mẹ ơi, con sắp đẻ đây. Con ơi, mẹ lại đẻ ngay bây giờ. Bây giờ mình... Bây giờ mận mới hỏi đào. Công ơi, mày có ra ủy ban bảo bố mày im đi không? Người ta cười cho đấy. Mai con phải kiểm tra toán, mẹ đi mà bảo. Con với cái, mày có đi không thì bảo nè. Có đi không nào? Ok. Công. Ok mẹ. Đi không? Lấy chồng vào tuổi 20. Sau năm 21 nàng khởi lên ngôi. Không. Chồng vui chồng bảo nàng ơi. Anh tốt. Không. Anh tốt bận nữa để rồi nghỉ luôn. Người để lộ đồng tiền. 8 năm 2 bận chàng quên rồi à. Cháu.
nhá. À, chào cả nhà, ăn cơm vui vẻ quá nhỉ. Bác sang chơi ạ. Nghe tin Thím ốm, tôi phải vã sang ngay. Mời bác vào trong nhà. Anh ăn đi, hết em lại lấy cho. Mẹ em vừa chợp mắt được một lúc. Bác lên xin nước. Số tốn của bà, cứ thôi đi không cho bán cơm nào. Thằng ôn con, cắn chị đau quá. Sắp tới, sau đợt gặt hái, xã sẽ tổ chức ngày hội hạnh phúc. Mục đích là làm công tác dân số, sinh đẻ có kế hoạch. Chứ đẻ nhiều như nhà mình đây, đã nghèo lại càng nghèo thêm. Ngày xưa, theo lối các cổ, càng đông con cháu càng nhiều lộc. Của với con không ai từ bao giờ. Nhà này mới tứ đại đồng đường. Nếu ngũ đại đồng đường thì phúc lớn lắm. Con, cháu, chát, chút, chít là của cái. Nhiều lúc cũng vui. Cháu hiểu, nhưng ông ạ, mấy ngày nào thôi, dân số nước mình trên 20 triệu đồng bào. Thế mà bây giờ gần 76 triệu. Trong khi ấy, nước Pháp, 50 năm nay họ vẫn ổn định được dân số là 55 triệu. Làm gì người dân chẳng sướng ạ? Trời sinh voi sinh cỏ, sợ gì? Ít còn, lúc ốm đau, lấy ai chăm sóc? Chú nghĩ thế lạc hậu rồi. Xã hội ngày càng văn minh, chú không thấy sao? Thấy là một chuyện, việc nhà lại khác. Nhà nào có nếp của nhà ấy? Chú là con cả trong nhà, chú khuyên mọi người đẻ ít thôi, nên đi đỉnh sản đi. Anh có giỏi thì anh đi dạy thiên hạ ấy. Chín anh em nhà em này, cũng còn cha, còn mẹ, anh không phải dạy khôn. Chú Bốn, là anh em trong nhà tôi mới khuyên chú thế, chứ tôi có dám dạy bảo chú đâu. Chẳng nhẽ chú lại lấy sự nheo nhóc này làm niềm vui à? Tùy chú tính toán. Nếu chú không thích thì thôi. Con chào ông con về. Các cô, các chú ăn. Đây mới làm chủ tịch xã. Chứ nếu làm to hơn, chắc là khối người chết đấy. Mình tắm luôn cho mát. Ông đi mà tắm cho con thơ ấy. Trưởng ban phó ban tha hồ mà hú hí. Khè khè cái mồm chứ, kẻo người ta tưởng thật lại ầm lên. Không có chuyện ai thèm nói. Thảm nào, ông hám cái chức trưởng ban thế không biết. Này mình, tôi viết thư cho thằng Chí, mình có nhắn gì không? Có. Mình đọc đi. Tôi đọc thế nào? Ông phải viết thế ấy. Tôi sẽ viết nguyên văn. Nào. Chí con, mẹ rất mong con về. Nếu con xin đơn vị về trước thời hạn thì càng tốt. Vì ở nhà, bố con bận suốt ngày. Bởi lẽ em đi với gái. Sao mày quá quắt thế? Con nó ở xa, lại cứ thích làm khổ nó.
là tôi nói sự thật. Sự thật nào? Tôi đi với ai? Bao giờ? Ông đừng có giả vờ. Có gì mình cứ nói toạc ra. Đừng nghe xúc xiểm. Chính mắt con này nhìn thấy, chứ chẳng việc gì phải nghe ai cả. Giữa bàn khai bàn mặt mà còn dám ôm ấp nhau, phóng xe máy vù vù. Thử hỏi, ở trụ sở, ở nhà nó, những gì đã xảy ra? Thế mà không nói ngay. Gặp cái thờ trên huyện, nó nhờ đèo về chẳng nhẽ lại từ chối. Không có chuyện gì đâu. Có thật thế không? Tôi sẽ bắt nó đến đây cho mình đối chứng. Chẳng thèm đến loại nó. Cứ làm như còn trẻ lắm ấy. Nghỉ giải lao đã. Mình, trong ngày hội hạnh phúc của xã sắp tới, nhà mình phải gương mẫu. Mình đi đình sản nhé. Nhà có hai đứa đủ rồi. Cái gì? Mình bắt tôi đình sản à? Việc này chẳng ai bắt buộc cả, mà hoàn toàn do tự nguyện. Mình nên nghe tôi. Không, không bao giờ. Đã từ lâu tôi muốn có một đứa con gái. Nhà mình toàn đàn ông, có những chuyện riêng của phụ nữ chẳng biết nói cùng ai. Khỏe đã vậy, già yếu thì sao? Tôi là chủ tịch kiêm trưởng ban dân số, đẻ đứa con thứ ba họ sẽ kỷ luật mất hết. Cho họ kỷ luật mất hết thì đã sao nào? Những thứ chúc vụ ấy còn đợi ở kiếp với anh không? Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để có một đứa con gái. Nhưng đứa thứ ba cũng là con trai thì sao? Nhà ba đứa con trai còn ra cái quái gì nữa? Tam nam bất phú. Tôi đã đi cầu khẩn, cúng lễ khắp nơi. Chắc trời Phật sẽ rủ lòng thương. Ngần ấy tuổi mà cô còn đòi đẻ, không sợ thiên hạ họ cười cho? Tôi mới 38. Ở xã này, khối người trên 40 vẫn còn đẻ, có ai giết được họ đâu. Bỏ ngay cái lối lập luận gàn dở ấy đi. Tôi không đẻ nữa, thế thôi. Ông ích kỷ lắm. Ông không muốn, nhưng tôi muốn. Tôi vẫn đẻ được, thiếu gì đàn ông. Cô nói thế à? Tôi thách cô đấy. Ông không phải thách.
ơi. Nào nào, các cô đi dù ngày chúc phải không? Giúp tôi một tay nào nào. Tiếng vọng tôi xôn xao, ngày lấy chồng em đi qua con đêm, con đêm mòn lối toàn xã. Nhưng đến nông nhàn hôm nay xã ta bỏ hội thành công. Xã ta là xã nghèo nhất huyện, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự đói nghèo là việc sinh đẻ vô kế hoạch, không có tổ chức, đất đai đồng ruộng không tham gia, nhưng người thì ngày càng nhiều. Vì vậy muốn xóa đói giảm nghèo, tiến lên làm giàu, chúng ta phải thực hiện sinh đẻ có kế hoạch. Do quá bận bịu với công việc đồng áng nên chúng ta không để ý đến sức ép của việc bùng nổ dân số so với đất đai và lương thực tính theo đầu người. Vì vậy, chúng ta nên thực hiện tốt các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Các biện pháp tự nhiên thường có hiệu quả thấp, tốt nhất nên sử dụng các biện pháp hiện đại. Chào chúng ban ạ. Chào bác sĩ. Rất cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn cả em đã về giúp xã tôi. Nào, ta tiếp tục. Em xem tình hình thế nào rồi cô thơ? Bên nữ thì ổn, bên nam thì chưa ai vào. Cái việc này hết sức đơn giản, chỉ 5 đến 7 phút là xong. Chứ có phải hoàn đâu mà sợ. Các cụ về động viên con cháu đình sản. Còn về phần các cụ thì được miễn ạ. Miễn là miễn thế nào? Chủ trương chính sách đã đặt ra cứ thế mà làm. Còn chúng tôi mỗi người 100 ngàn cũng đỡ cho con cho cháu chứ. Việc đình sản chỉ thực hiện với những ai trong độ tuổi sinh đẻ, còn các cụ thì chuyên môn chúng tôi không dám đụng đến. Các cụ về nghỉ cho đỡ mệt. Em ba đứa đủ rồi. Đình sản là tốt thôi, nhưng mà em chỉ sợ. Sợ cái gì? Dạ, liệu sau khi thắt ống dẫn duyên, trên bảo dưới có nghe không ạ? Nghe. Nghe chứ. Thậm chí còn hay hơn cả trước. Thật thế hả? Ừ. Nào, chúng ta vào đi, muộn rồi. Ai vào trước xin mời. Tôi xung phong đầu tiên. Xin mời trưởng ban. Thầy gọi anh, có việc cần gấp. Anh về ngay đi, thầy đợi đấy. Em nói thật mà. Lệnh ông này không bằng công bà rồi. Các bà chủ tịch chưa giết. Mất cái của quý ấy, chứ còn gì là đời nữa. Đưa trưởng ban về đi. Mới có hai con, việc gì phải gương mẫu thế. Sĩ diện háo. Ơ kìa, mình. Chào các bác sĩ. Tôi đã sẵn sàng.
Ông ơi, cháu ngại đi nạo lắm. Vừa đau vừa ngượng, ông cắt cho cháu thuốc. Khi thiên địa giao thoa, âm dương kết hợp, thì cái bào thai trong bụng các cháu đã là người rồi. Ông không cất cái loại thuốc giết người ấy, sát sinh phải giả tử. Các cháu cần thì đi bệnh viện hoặc trạm xá, ông chịu thôi. Ông ơi, cháu đi nạo về cứ bị băng huyết, ông chữa giúp cháu ạ. À, đưa tay đây ông xem, cái bệnh này ông chữa được. À, các cháu đừng có dại dột mà cưỡng lại tạo hóa nhé. Thầy nghỉ tay xơi cơm ạ. Trưa nay thầy ăn cơm một mình, cháu Công nó phải đi tham quan với lớp. Chị làm sao thế? Nhà nó không về ăn cơm à? Nhà con nó làm sao? Chị đừng giấu thầy. Nhà con làm phẫu thuật triệt sản rồi. Bao giờ? Tại sao nó không nói gì với thầy? Con có được biết gì đâu ạ. Chị phải để ý chăm sóc nó cẩn thận nhé. Vâng. Cái thằng dở ơi. Các bà không uống, các bà cứ gặp. Nào, bác Nhất, tiền nước bác là khá hơn nhiều, kiểu này em bình sản. Ghi nhớ, bảo đảm cái tuyên truyền này, vỡ kế hoạch. Quẩy 20 đến năm 21 nàng thời lên ngôi, chồng thương, chồng bảo nàng ơi đẻ thêm bận nữa rồi thời nghỉ luôn. Tiếp cười để lô đồng tiền. Bác Nhất vui chính. Xuống. Đưa đây này. Đấy, chú này. À, bác này chân ra đây. Bỏ mà. Thôi, mình ra cho anh Nhất nghỉ đi. Đưa anh về với vợ con. Không. Tầm ấm bê ly. Anh đặt vòng. Vui, vui, vui. Say, say, say. Nào. Ôi, bỏ ra. Ôi kìa. Ây, trời. Bà chồng mày biết này. Dám làm thế à? Chị Nhất, dám quyến rũ chồng bà. Chị nghe tôi nói bà chồng mày biết này. Sao cái này? Cái này chị đó. Chị nghe cho tôi đã. Ra đây đã. Chị nghe tôi đã. Bình tĩnh lại. Tôi bỏ đi ra. Thôi, nó ra ngoài này đi.
cháu. Bác Nhất. Chào bác ạ. Bác đi đâu đấy ạ? Cô về bên ngoại có chút việc. Sao không thấy cháu đến chơi nhà? Đang vào vụ. Nhà cháu bận quá ạ. Thằng Chí nó có viết thư về cho cháu không? Dạ có ạ. Nhưng mà anh ấy lại bảo nếu không chờ được thì cứ đi lấy người khác. Anh ấy không giận ạ. Cái thằng đến là lạ. Đùa gì lại đùa cái kiểu ấy. Thôi được rồi, để cô sẽ viết thư bảo nó. Liên ơi, có sang chuyến này không? Cháu xin phép bác, cháu về. Cháu đang đi cùng với bạn cháu ạ. Ông ạ. Ôi, sao ông lại phải làm việc này? Ông để cháu làm cho. Em công đâu hả ông? Cháu mang mía cho em ấy. Nó bên vườn táo ấy. Hộ ông một tí nha. Ông ơi, ông bảo bố cháu gọi điện cho anh Chí về. Cưới chị Liên cho anh ấy. Ông cháu mình đỡ khổ. Con ở chơi với mẹ vài bữa là đủ. Con lớn rồi, nhưng mẹ vẫn phải dặn, không bao giờ được bỏ chồng bỏ con. Nhớ đấy, mẹ cứ để con tự lo lấy. Anh phải đón nhà nó về. Thế này là thiếu bàn tay đàn bà. Đó là cái loại đàn ông như anh, trước hết phải tề ra, rồi mới đến trị quốc. Việc nhà bé bằng đầu móng tay thôi. Anh làm không xong thì làm sao gánh vác được việc làng việc nước. Qua cho chúng mày được. Đây. Cháu đi. Nhà không có mình cứ loạn cả lên. Mình về đi. Ông có coi tôi là vợ ông đâu. Ông chỉ cần người hầu hạ. Dạ vâng nhà ông. Thì thiếu gì người. Thôi mày đừng nói thế. Nếu tôi có gì sai, vợ chồng mình đóng cửa bảo nhau. Chứ mày làm thế này, thiên hạ họ cười cho. Việc mình chưa xong, hơi đâu mà nghĩ đến thiên hạ. Kìa, Minh. Minh, đừng giận tôi nữa. Tôi không về đâu. Con xin phép mẹ, con bận lắm, khi nào rỗi con sẽ ở chơi lâu. Anh cứ về trước, rồi mẹ sẽ bảo nó. Vâng. À, chờ mẹ một lát. Mẹ có cái này gửi cho thằng Công. Con xin. Cho mẹ gửi lời thăm ông cụ nhá. Vâng. Yeah.
Tôi không khiến chị phải làm. Chị thu xếp về ngay bên ấy. Chồng tử tế, con ngoan. Ông cụ rất đàng hoàng. Cớ sao lại giận người ta? Mẹ không biết thì thôi, con khổ lắm. Mẹ đừng đuổi con nữa. Chúng tôi đại diện cho 26 hộ, mỗi hộ tạm góp 100.000 đồng. Chị cầm lấy và làm tay trong giúp cho. Xong việc chúng tôi sẽ đưa thêm. Dạ, tất cả là 2.6 triệu đấy chị ạ. Thôi được rồi, các bác cứ về đi. Còn phần tôi sẽ gặp anh Nhất, lựa lời nói anh ấy ký tẹt cái là xong. Trước mắt tôi sẽ thu xếp đo đạc trên đất. Cứ tiền trảm hậu tấu, mọi chuyện tính sau. Chúng tôi hoàn toàn tin cậy vào chị. Bây giờ chúng tôi xin phép, chúng tôi đi về. Vâng. Ta về thôi. Vâng, vâng, về vâng, đi. Vâng, vâng, chị. 2.6 triệu, ổn quá còn gì. Suất thứ 6. Đọc. Hình như chúng tiểu hay sao ấy. Làm gì có tiểu ở đây. Mà đã chết là hết cái xương này. Bỏ mẹ, chúng tiểu thật rồi. Chúng mày, bơi lên xem nào. Có chuyện gì thế? Dạ, báo cáo ông, chúng cháu đóng cọc, chia đất làm nhà cho người ta ở. Chẳng may chúng cây tiểu, sợ bị ma hành. Chúng mày là đồ vô đạo. Ở dưới này còn nhiều người lắm. Sao chúng mày lại đào mả người ta lên như thế? Làm thế nào bây giờ hả cụ? Bây giờ phải làm lễ tạ. Nhờ cụ ấm cụ ấy khấn cho. Vâng ạ. Lão bệnh tử lời cửu chung không chút tài ương có hay chăng. Con xin lạy chư vị quý ông quý bà, tội con thật đáng chết, nhưng con còn vợ và bốn đứa con, xin tha tội chết cho con. Thế ta phải làm gì bây giờ hả ông? Ủy ban của anh Nhất bán đất này làm đất ở. Không được đâu. Sao? Con tôi, thằng Nhất, hôm qua sao không thấy nó nói gì? Ta lên ủy ban trình bày đi. Người sống tranh chỗ người chết, âm dương xung khắc. Con cháu mở mày mở mặt sao được? Cầu người đã khuất, phù hộ cho trí óc già nua của chúng ta được minh mẫn. Sống vì mồ vì mà ai sống vì cả bát cơm. Ta đi ủy ban đi. Lo những người đang sống nữa này. Cần đến những người năm 2050. Chúng tôi không đồng ý cách giải quyết của ủy ban. Chúng tôi phải trả 12 triệu đồng. Vì chúng tôi phải được 4 mét mặt đường chứ. Trật tự đã. Từ 25 suất lên 26 suất. Mỗi suất giảm 15 phân mặt đường. Ủy ban phải bù cho chúng tôi 5 mét chiều dài. Không được. Đất đó để khách sạn năm sau. Bản mái không có khách sạn. Anh ký cho xong đi. Báo cáo ủy ban ạ. Dạ thưa ủy ban, hội phụ lão xin phép được đứng ngoài sân để nghe. Qua cửa.
tiền rồi. Thưa các cụ, dân số của xã ta ngày càng đông nên có nhu cầu lớn về đất ở. Năm kia xã đã duyệt bán cho 26 hộ được ở trên một nửa đất bãi Cồn Thiêng. Đến nay mọi thủ tục đã gần xong. Chúng con đang bàn cách thức chia. Thế đã thống nhất chưa? Dạ, chỉ còn vài bất đồng nhỏ thôi ạ. Chúng tôi đề nghị ủy ban không bán đất ấy để làm đất ở. Bãi ấy có hàng trăm ngôi mộ, hiểm lắm. Không đúng. Cớ sao lại tính chuyện đất ở được? Tiền tôi đọc rồi. Ta nói là các cụ đừng có bới chuyện. Chúng tôi là những nhà chót đông con, đông cháu, thiếu đất ở. Chúng tôi mua đàng hoàng, xin ủy ban đừng nghe các cụ. Bãi Cồn Thiêng nhiều ma lắm, làm nhà đấy không mát mẻ gì đâu. Chúng tôi có cách trừ ma, việc gì đến các cụ? Chúng tôi trừ được ma. Mà nhà chúng tôi ở thì đâu có ở đâu. Sao được? Mô bà là hệ trọng, âm dương phải hòa quyện. Dân xã mình chẳng qua nghèo quá, cho nên người sống không lo nổi thân mình thì làm sao lo được phần hồn cho người đã khuất. Âm mà suy thì dương cũng không thịnh. Chúng tôi đề nghị xã hãy nên xây dựng khu đất ấy thành nghĩa trang để hợp với lòng người, phải không các cô? Tôi không đồng ý. Bình tĩnh đi các cậu. Đề nghị không, các bà phải biết tự kiềm chế, đặt lợi ích chung lên trước. Còn về bãi đất ấy, bán hay không bán cũng đã dây dưa những 2 năm nay rồi, từ đời chủ tịch trước cơ. Đến nay tôi cũng chưa ký quyết định. Vừa rồi do những ý kiến trái ngược nhau, ủy ban chúng tôi đã nghiêm túc hội ý và quyết định giữ nguyên hiện trạng. Thường vụ sẽ bàn rồi xin ý kiến của cấp trên sẽ quyết định sau. Đề nghị mọi người hãy giải tán cho. Chúng ta về các cô. Dạ, thưa chủ tịch, hôm nay bọn chúng em vào 2 lò một lúc ạ. Chào anh, công việc thế nào? Dạ, tốt ạ. Nhớ cuốc lủi đấy nhá, anh Nhất không đợi được lâu đâu. Thế Ngọc Thể của trưởng bà tên nào ạ? Còn em, sau khi làm phẫu thuật quách tuần xưa rồi. Chào trưởng ban ạ. Mình có 2 việc muốn bàn với cậu. Sắp tới cậu phải ngừng xuất cảnh, dành để xây nhà truyền thông dân số và xây thêm lớp cho các cháu học. Chúng em sẽ phục vụ đầy đủ ạ. Chị Thơ vừa mới lấy 2 vạn gạch đấy. Cô ấy lấy đâu ra tiền nhỉ? Báo cáo chủ tịch, em cứ là kinh tế thị trường, ai có tiền em bàn. Còn việc thứ hai quan trọng hơn, cậu phải nghĩ ra các nghề phụ để nhà nào cũng có việc làm thêm, thế mới hòng mở mày mở mặt được. Việc này kể ra cũng khó, em lo nhất là đầu ra. Mình sẽ tạo mọi điều kiện cho cậu, cứ tiến hành đi. Thôi, mình phải về. Anh Nhất về rồi đây này, nhanh tay lên. Ấy, anh ở lại cho vui mấy khi có liên hoan mặn. Mình không biết mà. Anh Nhất. Bọn em làm chưa xong. Anh thông cảm. Gọi là mừng nền kinh tế phát triển. Mình đành phải nhận hối lộ của các cậu vậy. Thôi mình về nhé. Dạ, vâng, anh về ạ. Thank you.
chồng ơi công. Dạ. Bố ơi, bố có làm sao không? Bố. Lấy chồng cái khăn. Vâng ạ. Đây ạ. Bố ơi, bố làm sao? Lấy chồng lộ tam thất. Đứa nào đánh? Ông ơi, đây ạ. Đi gọi chú Mai công an nhanh đi. Vâng ạ. Lão khổ. Dừng lại. Tại sao chúng mày đánh tao? Nói. Tại sao mày đánh chủ tịch? Tôi không đánh chủ tịch. Không được cãi láo. Mày không giấu nổi chúng tao đâu. Khai thật ra. Tội đến đâu tôi chịu. Tôi chỉ đánh trưởng ban dân số, chứ không đánh chủ tịch, không đánh chú Nhất. Tại sao? Đáng lẽ tôi đã có đứa con thừa tự rồi, nhưng bắt vợ tôi đi hút, tôi căm thù. Nào hút là việc riêng của từng gia đình, chúng tôi có bắt buộc ai đâu. Nói là không bắt buộc, nhưng để lại phạt. Cậu ba đứa con gái rồi, lại còn định đẻ thêm đứa nữa. Cậu không thích khổ à? Khổ thì tôi chịu, vợ con tôi chịu, có bắt ai chịu thay đâu. Không được cãi cùn, rõ rồi, đi. Mày đánh bố ở này. Công. Này, chuyện của người lớn không phiền gì đến cháu. Công. Công. Dạ. Không làm thế được đâu con. Bảo mẹ đi làm rồi. Mẹ chúng mày đâu? Mẹ cháu đi làm mà. Trốn đi mà. Về bảo với mẹ mày, nếu không trả lại tiền chúng ta sẽ trốn sống ngay trường. Bà về đi, bố cháu có bị nặng đâu. Anh đã đỡ chưa? Chào cô. Em có chút quà. Cô cầm về cho các cháu đi. Cứu em với. Có tài thánh cũng không cứu được cô. Tôi không ngờ cô quá đáng đến thế. Bao nhiêu đơn kiện về cô đây này. Khoản cô hà lạm tiền điện. Cả vụ bán đất còn thiếu. Ủy ban biết hết rồi đấy. Anh mà bắt đền em 3 triệu bây giờ thì em chết. Một mình em phải nuôi 6 miệng ăn. Nhưng không phải vì thế mà tham ô. Ăn cắp của dân. Em không ăn cắp. Em chỉ vay tiền để làm nhà cho các cháu nó ở. Sau này chúng nó lớn sẽ trả nợ sau mà. Con cái thì lêu lổng, lười nhác, còn lâu mới trả được. Để giữ uy tín cho ủy ban và cho cả cô nữa, cô nên nghỉ công tác rồi tìm cách bồi hoàn lại tất cả các khoản tiền. Còn các em cô có việc phù hợp tôi sẽ bố trí. Thôi cô về đi, tôi không nhận thứ này đâu.
Tôi xin. Mình thấy trong người thế nào? Tôi khỏe rồi mình. Là tôi nói cái chuyện kia cơ. Sau khi phẫu thuật đi. Không sao đâu. Rồi đấy mình xem. Nhưng mà rồi vợ chồng mình sẽ không có con nữa phải không? Chúng mình sẽ có hai đứa con dâu cơ mà. Mình đừng buồn. Tôi sẽ báo. Vâng. Thế nhé. Cảm ơn ạ. Chúng mày không biết ta là ai à? Chú là chú Trụ, con cụ Ấm. Hiểu chưa? Cụ Ấm ra sao rồi? Chào bố ạ. Nhật đây. Thầy ạ. Thăm bố như trẻ thăm chim. Việc xã nhà ai lo cho? Để cháu vào đây một mình với thầy con không yên tâm. Con nó gọi điện cho chú Trụ và cháu Chí. Ừ. Mấy năm rồi thằng Trụ nó không về. Mang về nhà. Thời xưa các cụ dạy. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Thời nay thì ngược lại, con ăn mặn, cha khát nước. Chuyện đã chót rồi, thầy cũng đừng trách mắng con làm gì nữa. Này, anh đưa tôi về nhà, chết là cùng chứ sợ gì. Tôi ở đây không chịu nổi mùi thuốc sát trùng. Vâng, để con hỏi ý kiến của bác sĩ đã. Nếu được, con đưa thầy về ngay. Ông, chào bác. Thầy. Kìa, chú. Sao lại đến nông nỗi này? Liệu cái xương đòn gánh của thầy có liền được không? Sao chưa chi anh đã biết? Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Chúng nó kể hết chuyện nhà mình. Mà thầy lấy nhau với tụi nó làm gì? Thầy già rồi, sức lực đâu nữa? Nhưng chúng nó láo quá, chịu không nổi. Thầy đừng cậy mình có võ. Ông, cái võ của các cụ ngày xưa là võ tử tế, đúng bài đúng bản. Còn cái võ của bọn cùn là võ mất dạy. Ông ăn chung địch sau lại. Ừ. Mà cũng tại anh đấy. Nhất. Ừ, cảm ơn cháu. Tam làm lãnh đạo, thầy không bảo anh ấy từ chức đi, con e còn có ngày thiệt mạng nữa. Anh còn làm chủ tịch ủy ban nhân dân, kiêm trưởng các ban dân số, phòng chống suy dinh dưỡng, xóa đói giảm nghèo, phòng chống lũ lụt, thu hồi công nợ.
toàn những việc lớn cả, không phải ai cũng làm được. Thế thầy cho là anh ấy càng đáng nổi ngần ấy công việc à? Tất nhiên, anh còn có uy tín với dân. Công việc thì năng động, lại còn có trách nhiệm. Còn an ninh của bản thân, của gia đình. Xã có trên 1 vạn dân, lại đói nghèo, nhiều hơn biên chế 1 sư đoàn. Phức tạp nguy hiểm lắm. Không nghĩ một bề như anh được đâu. Khi nào về nhà nói chuyện với anh con sẽ biết. Mày trông ông như thế đấy hả? Dạ. Chú chủ. Anh em mình tìm cách đưa thầy về đi. Các bác sĩ đồng ý rồi thầy ạ. Người ta gương mẫu đình sản danh danh ra đó mà bị phạt, vượt kế hoạch, vỡ kế hoạch là do đứa làm kỹ thuật chứ. Xuống. Con ngồi ra đấy à? Chuyện gì thế? Con là một trong nhiều người đình sản nam của xã. Nay vợ đẻ, xã bắt phạt con 1,5 tạ, lại coi con là người không có ý thức cộng đồng. Bây giờ con giao đông đủ vợ con cho ông bà trưởng ban. Con về, con đi miền Nam, đi biệt. Ấy, thư thả đã. Chồng tôi là trưởng ban, việc này lẽ ra phải biết chứ. Khéo hùng biện thầy chồng. Loa xóm con đọc đi đọc lại 2 ngày nay rồi, phạt con 1,5 tạ. Bà trưởng ban ạ. Lẽ ra chúng nên đến ủy ban phải hơn. Ủy ban là đây, vào đây gần hơn ra đó. Xin chào. Nhưng khi phát hiện có mang, sao cô chú không... Con triệt sản hẳn hoi, vợ chừa, con phải đề đẻ xem nó là con ai chứ. Này, đây 3 đời bẩn nông nhá, nhưng mà khôn lắm, không dại kiểu thằng bờm đâu. Chào bà trưởng ban. Không có cái lý gì bắt phạt con cả. Nếu phạt thì phải phạt cái bọn làm kỹ thuật đình sản ấy. Bắt được 3 thằng rồi, còn 1 thằng đang trốn trên tỉnh, toàn những đứa còn ở đông còn hấp dẫn. Thật ra chúng không muốn đánh cụ làm gì, bọn mua hụt đất cồn thiêng, cho chúng tiền để chiều chọc mình cho bỏ tức. Mình ơi, thầy về này. Thầy đã khỏi chưa mà về à? Thầy khỏi rồi. Cẩn thận nhá, đầu dưới nâng cao lên. Từ từ. Này. Thành tích của ông đầy nhà cái kìa. Ông về mà hứng lấy, tôi chịu. Em mời bác trưởng ban ăn cơm. Vâng. Cháu mời ông xây cơm. Này, thằng đen mang vợ con ăn vạ xe bếp. Các cậu giải quyết giúp. Anh cứ yên tâm đi, con cho ông. Cháu chào ông ạ. Này, nhớ mềm dẻo, đừng có gì quá đáng nhá. Vâng, anh cứ yên tâm. Uống ít thôi, sang ngay nhà bác Nhất đưa vợ con về. Tôi đình sản rồi, có giấy tờ hẳn hoi, tại sao lại phạt tôi 1,5 tạ thóc? Sau khi phẫu thuật, cậu có làm đúng như lời bác sĩ dặn không? Dạ, đúng ạ. Chắc chắn là cậu không thực hiện đúng kỹ thuật rồi. Thôi, đưa vợ con về đi, sớm mai ra ủy ban giải quyết tiếp. Em về làng mới rõ nguyên nhân bố phải vào viện. Anh bị chúng nó chặn đánh, nhà cửa loạn hết cả lên. Một chuỗi nguyên nhân, to tát cũng có, mà âm thầm cũng có. Anh nên từ chức,
càng sớm càng tốt. Chú đừng vội nóng này. Ai quyết không bán bái Cồn Thiêng? Ai giao cho hội phụ lão trồng cây xây tường ở đó? Anh ký. Nhưng tập thể quyết. Tập thể. Những cái hay cái tốt là do công lao của tập thể. Còn tai họa anh gánh chịu. Anh ngây thơ mãi thế. Chú suy nghĩ không đúng. Thời buổi này chỉ nên làm kinh tế. Thì anh đang làm kinh tế đấy chứ. Một đồng vốn bỏ vào công tác dân số sẽ có lợi gần 8 đồng cơ. Anh dại lắm. Mãi không bỏ được cái nếp nghĩ thời bao cấp. Ăn cơm nhà vác tu và hang tổng. Em chào hai anh ạ. Chú Bốn à? Bác Trụ về bao giờ mà chúng em chưa được biết ạ? Tôi cũng mới về. Dạ. Chú ngồi chơi. Vâng. Mời chú. Biết tin ông gặp nạn gãy xương, chúng em chưa sang thăm được ạ. Có hộp sữa mang sang gọi là để ông bồi dưỡng ạ. Mời chú. Vâng. Bên nhà thế nào? Bà cụ đang thở hắt ra. Sao? Chúng em đã tính đến nước cùng rồi. Thím sắp mất à? Vâng. Chúng em xin xã trợ cấp cổ áo quan cho bà cụ. Các cô các chú đã nghĩ kỹ chưa? Dạ, kỹ lắm rồi. Tôi có thể ký ngay cái đơn này. Nhưng chú thử nghĩ kỹ lại xem. Bên nhà có 9 người con, 6 trai, 3 gái. Tất cả đã trưởng thành, con cháu dâu rể chắt chút nội ngoại, có đến 90 người. Vậy mà khi mẹ chết, phải ngửa tay xin xã trợ cấp cái áo quan. Các cô các chú không biết ngượng à? Đã nghèo, lại còn ngượng thì có mà chết à? Thôi, bác cứ ký cho em, đỡ đồng nào hay đồng ấy. Bên ấy để như chuột ấy. Đồng còn đồng cháu nhách nhác quá, chỉ thêm xấu hổ làng nước. Dạ, chúng em khuyết điểm to lắm ạ. À. Em chào hai anh ạ. À. Em về còn kịp chuẩn bị ạ. À. Em về hai anh ạ. À. Chú Bảy, mẹ chết rồi. Dự chi thu tôi đã ghi tất cả trong này. Ai cũng như ai. Cái áo quan tiền triệu tôi đã xin được xã trợ cấp. Không ai phải đóng một đồng nào. Con cháu chắt dâu rể nội ngoại. Tổng số mới có 90 người. Chưa đủ trăm. Không nhất thiết phải làm đến 54 câu đối. Giờ bác Bốn không nghĩ đến anh em thì thôi ạ. À. Chứ trong lúc khó khăn thế này mà 6 triệu ba thì to quá. Ừ, không to đâu. Còn suất của chú Bảy, bệnh tật, tàn phế. 8 anh em phải gánh. Cứ chia đều ra. Gia đình ta đông con, đông cháu. Tuy nghèo, nhưng chẳng lẽ không biết lo việc hiếu à? Ta làm lớn, để gỡ lấy tiếng là những đứa con hiếu thảo. Để khỏi về thẹn với làng, để bớt ân hận với mẹ. Tôi là con gái út. Các cháu vẫn chưa đỡ đần được gì. Không thể chịu cả 700 ngàn. Cô thêm, cùng bú chung hai bầu sữa mẹ. Sao lại nỡ đòi giá thấp? Anh em trưởng thành cả rồi, một mình anh quyết là sai. Đúng. Em đi lấy chồng, ra khỏi nhà tay trắng. Bình quân nam nữ là sai. Em là con út, em bú sữa cạn của các anh các chị nên em bị còi xương từ nhỏ. Em đã nói rồi, em không chịu cả 700 nghìn đâu. Ui giời ơi, thế này thì tôi chịu đấy. Các cô các chú đi giải quyết lấy. Thôi. Thôi, các anh các chị, đừng tị nạnh nhau nữa. Đồn bãi vào cái chiếu, vùi xuống đất là xong. Đến lượt tôi, sau này cũng thế. Chào chị ạ. Chào bác ạ. Mẹ ơi. Con. Mẹ. Được về hẳn hả con? Vâng.
qua thủ đô của mẹ đây. Anh Thế. Loại tốt nhất đây. Anh Thế. Con về sao không báo trước cho bố mẹ biết? Thôi đi chúng mày. Đi chơi. Muốn làm ăn kinh tế, trước hết nhà mình phải lắp ngay điện thoại. Liên lạc là quan trọng số 1 đấy bố ạ. Mẹ này, con đã học được cách làm nấm rơm ở ngoại thành Hà Nội. Giống đây, bố mẹ thấy thế nào? Hay đấy con ạ. Nhà mình cứ làm thử đã, khi có kinh nghiệm sẽ phổ biến cho cả xã. Bố mẹ thử cho con cái gì nào? Này, tháng 10 đẹp, cưới đi con ạ. Cái liền nó cũng không chờ được lâu đâu. Con gái có thì... Thế bà này, con nó vừa về, sự nghiệp không hỏi, lại đi nói cái chuyện ấy. Ở cái nhà này á, ông hạn chế tôi đủ thứ. Chẳng lẽ ông định... Dạo này mẹ con hơi khó tính. Thôi lên chào ông đi con. Vâng. À, chú Trụ cũng về đấy. Thế ạ? Chả mấy khi gia đình mình đông đủ thế này, mà con thì không thể nấn ná mãi được. Trong Nam bao nhiêu công việc đang chờ con. Công việc của các con cứ làm, đừng vì thầy mà lỡ dở. Thầy khỏe rồi. Hoàn cảnh của con, cả thầy và anh, cũng chẳng lạ gì nữa. Trong cái thời chiến tranh, có thể là do nằm hầm nhiều, hoặc do nhiễm chất độc hóa học. Lấy vợ về mà mãi chẳng có được con. Phần con, thôi thì số phận, con đành chịu. Nhưng còn nhà con, cô ấy khổ vì con 10 năm rồi. Vợ chồng con sẽ tan vỡ. Không có lý gì bắt người ta khổ mãi vì mình. Do vậy, em muốn xin với anh chị nhất, cho em một trong hai cháu, cháu Chí hoặc cháu Công về làm con. Anh thì phải triệt sản, em thì muốn có con lại chẳng được. Tiền của vợ chồng em không thiếu, còn 10 hecta cà phê nữa. Cờ ngời ấy sau này để cho ai ạ? Được, anh sẽ cho chú một trong hai đứa, nhưng chú phải hỏi ý kiến chúng nó, phải nói với chị một câu. Mong chị hiểu cho hoàn cảnh của em. Kìa Minh, Minh. Sao mình lạ thế? Cho thằng Chí thằng Công thì tôi ở với ai? Thẳng phá cái nhà này đi còn hơn. Nó đồng ý rồi. Đứa nào vào Nam với chú? Trong 2 năm xa nhà, ở bộ đội, cháu đã hiểu thế nào là quê hương, gia đình ruột thịt. Cháu không muốn rời bỏ nơi này. Công, chú Thím sẽ lo cuộc đời của cháu sau này. Tất cả tài sản của chú, rồi đây sẽ là của cháu. Cháu chịu thôi. Cháu không đi được đâu ạ. Thầy, thầy vào Nam ở với vợ chồng con, để chúng con được phụng dưỡng thầy lúc tuổi già. Nước mắt ít khi chảy ngược, mà thường chỉ chảy xuôi thôi. Thầy thương con, chúng con không còn nguồn vui nào khác. Con hiểu cho thầy. Ở đâu quen đấy, ở làng này thầy còn giúp ích cho mọi người. Chứ vào Nam với con, thầy chỉ còn là cái túi đựng cơm thôi. Con biếu thầy, thầy bồi dưỡng cho lại sức. Con đi ạ. Đừng lo gì cho thầy. Em đi. Chú đi nhé. Chào chú ạ.
Chú thông cảm cho vợ chồng tôi nhé. Chú đi mạnh khỏe nhé. Chú. Đi. Lấy điện thoại về nhé. Anh sẽ cố gắng động viên để nó vào với chú Thi. Các phụ huynh dục ghê quá. Em thì sao? Anh chỉ giỏi đánh trống làng thôi. Cưới thì cưới, nhưng em ngại có con ngay lắm. Em một nửa, anh một nửa. Nắm vào tay rồi cùng chìa ra, có là đẻ ngay, không có là hoãn, được chưa? Nào, bắt đầu nhé. Hai. Ba này. Anh phải có cơ đồ đã, rồi mới tính đến chuyện con cái. May quá, chưa cưới xong mà đẻ một giây, em chết. Mãi cuối cùng cũng đón được các con. Bố mừng, mừng lắm. Bố phải đi đây. Bố đi công tác. Ở nhà đã có ông và mẹ các con. Các con phải hứa với bố, 3 năm sau mới được sinh đứa thứ nhất, 5 năm sau mới được sinh đứa thứ hai, sau đó đình sản luôn, được không? Điều đó bố khỏi phải lo. Con sắp làm trưởng ban thay bố được rồi đấy. Bố đi nhé. Con chào bố ạ. Mời các bác sĩ nước, ông lo liệu giúp con. Rồi, tôi xin phép. Mình. Mình không ở lại thêm được à? Ngày giờ đám cưới con mình không thể hoãn được. Mà cuộc hội thảo quốc tế, họ cũng không chờ một mình được. Hãy lo tiếp khách cho chú đáo nhé. Đừng để người ta chê trách. Dạ. Anh đi đây. Mình ra Hà Nội, có cần thêm tiền em đưa cho. Sao buồn cười. Hội nghị quốc tế người ta thiếu gì tiền mà mình phải mang đi.
lo liệu cho con nó vui. Dạ.